vào ngày 6 tháng 7 thì có cô Thúy Phạm, cô ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là 400.000. Ngày 11 tháng 7 thì có bác Hồng, bác ở Đồng Nai, bác có gửi cho cháu Lực là 300.000. Cho vào phí làm nhà của em Cương là 200, cho cháu Lực để đổ xăng đi lại là 100.000. Ngày 14 tháng 7 thì có chị Trúc Ly, chị ở Cần Thơ, chị có gửi cho cháu Lực là 5 triệu đồng. Ngày 15 tháng 7 thì có cô Thúy, cô ở Sài Gòn, cô có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 7 thì có chị Trần Đỗ Giáng My, chị ở Hồng Kông, chị có gửi cho cháu Lực là 10 triệu đồng. Ngày 23 tháng 7 có cô Thu, cô gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Đến ngày 17 tháng 8 thì có bác Giang, bác ở bên Mỹ, có gửi cho cháu Lực là 150 đô, và cho em Cương là 2.300.000, và cho Tem là 1.200.000, 1.260.000 để đổ xăng. Đến ngày 18 tháng 7 thì có chị Trần Đỗ Giáng My, chị ở Hồng Kông, có gửi cho cháu Lực là thêm là 10 triệu nữa. Ngày 10 tháng 8 có bà Duyên, bà Úc, bà có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 8 có bác Quang, bác ở Mỹ, có gửi cho em Cương là 2 triệu đồng, và có trích ra cho em Cương là 800.000 để mua gạo, và số tiền còn lại thì còn là 1.200.000 thì cháu Đức sẽ gửi vào quỹ của em Cương luôn. Ngày 19 tháng 8 cũng có bà Bảy, bà ở Đồng Nai, có gửi cho em Cương là 500.000. Ngày 22 tháng 8 có bác Hải, bác ở Mỹ, có gửi cho em Cương là 2.360.000. Ngày 23 tháng 8 thì có bác Xuân Vũ, bác ở Úc, bác có gửi cho em Cương là 5 triệu đồng. Và tổng cái số tiền mà cháu Lực nhận được là 39.960.000. Và có những khoản thì cháu Lực cũng đã chi rồi. Hôm nào mà hoàn thiện xong cái ngôi nhà và bàn giao cho em Cương thì cháu Lực sẽ công bố những khoản mà đã chi tiêu đi là bao nhiêu cô bác nhé. Cháu Cương xin mến chào quý ông bà, cô chú ạ. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vừa rồi thì cũng cùng các bác là đi điệu cái phần cắt và cùng các anh bên kia kê thêm mấy cái viên gạch nữa. Bây giờ thì các anh cũng đã kê xong rồi. Cháu Lực với lại cháu Cương sẽ là nấu cơm phụ các anh, các cô ở bếp một chút. Và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân rất là nhiều. Hôm nay thì là một cái ngày mà em Quân khá là vui rồi. Ngôi nhà thì bây giờ cũng hoàn thiện đâu đó là được 80% rồi cô bác. Thêm một chút thời gian nữa thôi là em Cương có thể là đến ngày mà tân gia, đến ngày mà lên ngôi nhà mới của em rồi. Và thêm là hôm nay cháu Đức lên thì cháu Đức cũng có cầm sổ lên, một tí nữa thì cháu Đức sẽ công khai cái số mà tài chính của em Cương cháu Lực nhận được là bao nhiêu nữa cô bác nhá. Và cái số tiền đấy thì cũng đủ là gần 40 triệu rồi. Cho nên là bây giờ cháu Lực sẽ không có nhận thêm những cái khoản nào mà đóng góp vào quỹ của nhà em Cương nữa cô bác. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân rất là nhiều. Cương thì có muốn là gửi một lời cảm ơn tới ông bà, cô chú anh chị mạnh thường quân không? Có. Vâng, cảm ơn các ông bà. Chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Vừa rồi thì em Cương có gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Đó. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ là phụ các bác là nấu cơm ở trong phần bếp này một chút cô bác. Ở đây thì em Cương sẽ được bác là cho mượn bếp này, mượn cả ngôi nhà này để cái thời gian mà đang làm nhà của em Cương thì hầu như là mọi cái sinh hoạt thì em Cương đều là nhờ nhà bác hết rồi cô bác. Hôm nay thì vào bác là thì nó muốn đi đây. Bác nào à? Bác nào à? Sao ba điểm ấy? Ừ. Quên này, sao má cháu? À, sao tập phu bác này nè? Tập phu này ở bên đây bác tập phu á? Ừ. Đây thì bác sẽ nấu món là đậu sốt cà chua các bác. Còn là cái nồi này thì không biết là nồi gì đây. Ừ, chắc là vừa đấy là để luộc thịt hay sao đấy. Bây giờ thì cháu Lực sẽ rửa tay là đi vào hộ anh nấu cơm một chút. Anh đã rửa tay kia.
Bây giờ thì cháu được sẽ vào là hộ anh nhà thứ nhất. Tôi biết mà cấp tí với chú cô bác, tí sợ là có cái là bác nào anh nào mà đi anh nhầm hết. Thầy bố, cây sao cảm ơn đi. Mai đang ngủ lâu đúng không? À, tôi là Cương, thì cũng khác rồi. Cương ơi! Cương à! Mới đây con ạ! À, bây giờ thì tranh thủ là bà ở đây thì cháu Lực sẽ đọc cái tiền quý của nhà em Cương cho em Cương với lại bà là cùng biết và cho tất cả quý cô bác anh chị mạnh thường quân ở trên này là cùng biết nữa. Nay mà sẽ làm đây mà nay. Cắm điện được không? Không điện. Cương gọi bà ra đây này cũng. Này đây. À, thay máy hốc sẽ được không ạ? À. Các anh thì cũng đang ăn nấu cơm ở bên kia rồi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ thông qua cái quý mà trong thời gian vừa rồi cháu Lực nhận được là bao nhiêu. Nào nào Cương ạ. À, trước lúc đầu cháu Lực vừa mới lên chia sẻ cái hoàn cảnh của em Cương cô bác. Trước mắt thì là bên xá là đang hỗ trợ em Cương là 40 triệu và em Cương muốn là làm cái phần là ngôi nhà của em cho nó xong đã, rồi thì em mới đi ra ngoài, mới an tâm đi ra ngoài để làm và để trả cho bố cái phần cái khoản ngân hàng đó cô bác. Rất là tội cho em Cương luôn. Bây giờ thì có cả bà ở đây nữa thì cháu Lực sẽ được thông qua cái quý mà cháu Lực nhận được là bao nhiêu cô bác nhá. Và ngày cháu Lực mới nhận được cái quý của em Cương là vào ngày 6 tháng 7 thì có cô Thúy Phạm, cô ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là 400 ngàn. Ngày 11 tháng 7 thì có bác Hồng, bác ở Đồng Nai, bác có gửi cho cháu Lực là 300 ngàn, cho vào phí làm nhà của em Cương là 200, cho cháu Lực để đổ xăng đi lại là 100 ngàn. Ngày 14 tháng 7 thì có chị Trúc Ly, chị ở Cần Thơ, chị có gửi cho cháu Lực là 5 triệu đồng. Ngày 15 tháng 7 thì có cô Thúy, cô ở Sài Gòn, cô có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 7 thì có chị Trần Đỗ Giáng My, chị ở Hồng Kông, chị có gửi cho cháu Lực là 10 triệu đồng. Ngày 23 tháng 7 có cô Thu, cô có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Đến ngày 17 tháng 8 thì có bác Giang, bác ở bên Mỹ, có gửi cho cháu Lực là 150 đô và cho em Cương là 2 triệu 300 ngàn và cho Tem là 1 triệu 200 ngàn, 1 triệu 260 nghìn để đổ xăng. Đến ngày 18 tháng 7 thì có chị Trần Đỗ Giáng My, chị ở Hồng Kông, có gửi cho cháu Lực là thêm là 10 triệu nữa. Ngày 10 tháng 8 có bà Duyên, bà Úc, bà có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Ngày 18 tháng 8 có bác Quang, bác ở Mỹ, có gửi cho em Cương là 2 triệu đồng và có trích ra cho em Cương là 800 ngàn để mua gạo, để mua gạo, và số tiền còn lại thì còn là 1 triệu 2 thì cháu Lực sẽ đổ vào quý của em Cương luôn. Ngày 19 tháng 8 cũng có bà Bảy, bà ở Đồng Nai, có gửi cho em Cương là 500 ngàn. Ngày 22 tháng 8 có bác Hải, bác ở Mỹ, có gửi cho em Cương là 2 triệu 360 ngàn. Ngày 23 tháng 8 thì có bác Xuân Vũ, bác ở Úc, bác có gửi cho em Cương là 5 triệu đồng. Và tổng cái số tiền mà cháu Lực nhận được là 39 triệu 960 ngàn. Và có những khoản thì cháu Lực cũng đã chi rồi. Hôm nào mà hoàn thiện xong cái ngôi nhà và bàn giao cho em Cương thì cháu Lực sẽ công bố những cái khoản mà đã chi tiêu đi là bao nhiêu cô bác nhá. Ở đây thì cũng có cô bác gửi tiền cho những cái hoàn cảnh khác thì cháu Lực đi đến những hoàn cảnh nào thì cháu Lực chỉ là đọc cái số tiền mà các bác gửi tới những hoàn cảnh đấy cho cô bác nhé. Rất là mong quý cô bác anh chị sẽ thông cảm, sẽ hiểu cho cháu Lực. À, đồng thời là chị Trần Đỗ Giáng My thì chị cũng có bảo với cháu Lực là nếu mà phần khiêu ở cháu Lực còn thiếu bao nhiêu thì chị ấy sẽ là người mà bù vào, có thể gọi là chị ấy là người mà tài trợ chính cho gia đình của em Cương luôn cô bác.
em nắm được nhá. Số tiền túi của em là anh đang cầm là 39.960.000 nhá. Và có chi đi những cái khoản mà những cái khoản đấy thì lúc nào mà làm xong cái ngôi nhà của em thì anh sẽ công khai lên sau nhá. Và trong thời gian vừa rồi thì cháu được chia sẻ lên thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tin tưởng cháu Lực và gửi những tấm lòng vàng của cô bác tới cháu Lực để cháu Lực kết hợp với bên xá là sửa xong sửa cái ngôi nhà cho em Cương cô bác ạ. Đấy thì em cũng bảo luôn với cả với bà nhá. Bà thì không có biết nghe tiếng Kinh như cô bác, cho nên là cháu được đọc thì bà sẽ không có được nghe. Nhưng mà tí nữa cháu được sẽ nói lại tiếng Nùng với bà là cái số tiền mà cháu được kêu gọi đi, kêu gọi được là còn bao nhiêu. Và trước khi cháu được lên chia sẻ thì em Cương cũng có bảo là còn thiếu là 40 triệu. Thì cháu được cũng chỉ kêu gọi cho em là đủ 40 triệu thôi. Còn nếu mà sau này mà có thêm cô bác nào muốn gửi thì cháu được thứ nhất cháu được sẽ để mua cho em với lại bà thêm một hai con vật nuôi gì đấy để giúp cho em Cương với lại bà là có cái phần kinh tế để chăn nuôi cô bác nhé. Và bây giờ thì cái số tiền đấy thì cũng còn thiếu là 40 ngàn nữa thôi là đủ 40 triệu rồi, cho nên là cái khoản mà gửi vào để làm nhà thì cháu được sẽ xin phép là cháu được sẽ không có nhận thêm nữa cô bác nhé. Bây giờ thì em sẽ gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà thêm một lần nữa nhé. Cháu Cương xin cảm ơn quý ông bà, chú anh chị và anh thật sức khỏe ạ. Đây rồi, bật nãy thì là còn nông lên đấy. Hát nãy là còn nông, tà bài không lên ạ. Không lên tẹ khả nông. Tà bài to bác có không cô lên hơn giúp đỡ thằng này tên nhà. Vừa rồi thì bà cũng có nói tiếng Nùng là lời cảm ơn tới tất cả ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị là thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn. Cháu Lực trước kia thì cháu Lực cũng đã lên chia sẻ và nói rất là nhiều lần rồi. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ hộ là các anh để nấu cơm, xong thì một tí nữa sẽ bày mâm ra để cho các bác các cô chú mà đang làm những công việc ở dưới kia cô bác nhá. Đấy, bây giờ thì anh em mình hộ các bác nhá. Vi cảm ơn thầy bố Vi. Chiếc phế nổ. Hôm nay mình sẽ ăn bao nhiêu món này? Hôm nay đâu món thịt này, món lòng này, đào phù này. Cái này là để làm bộ mà. Cái này để làm nổ. À vâng. Đấy thôi. Quay lại cái chậu này nhá. Bây giờ thì các bác cũng cho cháu được là đạo diễn cái phần là món làm nộm này. Bây giờ thì cắt chanh trước đây các bác. Này thóc được biếng như pì nào? Thả với không chầm nào. Không chầm được ra. Có lẽ thứ ba cho mình là năm ạ. Thank you.
Đây là một cái đồ chơi vào kia anh. Cái kia bóp. Cắm rồi. Nó mới rồi này bà biết rồi, bác đây đâu, đây nọ, giờ leo khối mà nên lột khối luôn mấy, cắn luôn rồi, nè, cắn cắn và chèn nắng, chèn nắng, phải mình phải phân nước chèn nắng, rồi sửa di chuyển lên đây. Thưa cô bác là ở trên vùng cao thì nấu cơm sẽ không có dùng hạ bao tay hay là máy, cho nên là người ta bảo là sóng ở đâu thì âu ở đấy, thì cũng rất là mong quý cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu được cô bác nhé. Bây giờ thì cháu được sẽ đạo tiến thêm một cái món là lòng xào dưa nữa cô bác, à lòng xào măng nữa này. Một tí là xào với măng này à anh? Vâng. Một bóc đi chưa anh? Cái măng này thì hầu như là trên vùng cao này thì đến mùa thì nhà nào cũng làm, cô bác ạ, nhà nào cũng có luôn. Nhà sử thì vẫn có măng ở nhà sử nhờ. Vâng. Không nói anh em mình đi lấy đấy nhờ. Vâng. Em đã bao giờ ăn măng mà dùng để muối lên chưa? Có thật. Có à? Vâng. Nhà, ở nhà thì em có làm không? Có ạ. Có à? Nó là một cái bếp củi như này thì khá là nóng quá. Cái mùa đông thì rất là ấm luôn. À, trước nhà chúng mình cũng có mà làm cái bếp củi trong nhà cô bác. Thực sự ra là đến mùa đông là cả gia đình mà ngồi mà ăn cơm xong quay quần bên nhau để sưởi ấm thì cảm giác như là nó cái gia đình nó rất là ấm cúng cô bác ạ. Xong rồi đến thời điểm mà hiện tại cháu được cũng lớn lên rồi và đi làm xa, thành ra là không có ở nhà được mấy bố mấy. Trước kia thì được đi học ấy, đi học từ năm tiểu học cho đến năm lớp 12 đều là phải sống xa nhà hết cô bác, tại vì cái trường đi học thì khá là xa. Còn đi dưới thị trấn học thì cháu được phải ở lại cái độ tầm 1 tháng thì cháu được mới về một lần. Mỗi lần về thì tốn tiền xăng này, cháu được cũng không có hay đi về mấy. Bác của em Cương thì cũng được làm hoàn toàn là bằng gỗ hết đó. Cái phần nền này thì cũng được là bác phải đi chặt cái cây, chắc là cây sâu mộc đấy. Cây sâu mộc là về để mình để làm, trẻ đã làm bán xong là để làm nghề luôn.
Thế còn bây giờ thì cái phần khung cứng của ngôi nhà thì cũng đã được hoàn thiện rồi cô bác nhá. Ở phần dưới thì ở phần dưới chân cột thì cũng được các bác là cùng nhau là kê hết những cái viên gạch lên để cho mai này nó không có bị mọt lên cô bác. Và lúc nào mà làm xong thì giải thêm một cái nền xi măng nữa. Rất là đông người đúng không cô bác? Như đâu đó tầm là 3-40 người. Phần bên này sẽ làm một cái hàng cột nữa để làm cái phần hiên, để làm cái phần hiên xuống cô bác ạ. Ngôi nhà của em Cương thì được sửa lại cũng rất là nhanh cô bác. Như hôm nọ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên lúc mà gỡ ngôi nhà cô bác, và cô bác có thể nhìn thấy là những cột gỗ nó hỏng mà rất là nhiều, và bây giờ thì cũng đã được đi mua về và thay thế lại những cái cột nào bị hỏng. Những cái cột nào mà bị hỏng cũng đã được thay thế rồi. Sau bây giờ thì có 1 gian, 2 gian, 3 gian, 4 gian, là 5 gian. Hôm nay thì hàng xóm của em Cương hầu như là nhà nào cũng đến luôn cô bác. Nhà nào cũng đến là hộ luôn. Cái tinh thần mà láng giềng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau rất là nhiệt tình. Ở đây thì sẽ có thêm 4 cái cột này nữa để các bác sẽ bào lại. Vừa rồi thì cháu Lực cũng cùng các anh nấu cơm là cũng chín rồi cô bác, bây giờ là một món nữa thôi, và đợi đến và đợi thêm một chút nữa các bác hót, các bác cùng nhau là hót cái phần làm cái phần nền này, sửa lại cái phần nền này một chút thì là cũng sẽ ăn cơm rồi. Ở đây thì có quý ông bà, cô chú, anh chị nào và tất cả các anh và tất cả mọi người mà nhà mình có những bộ quần áo mà không có dùng đến thì có thể cho cháu Lực xin và cháu Lực gửi tới những bà con ở vùng cao này cô bác. Hầu như là hôm nay thì đã làm xong cái phần công việc hôm nay hết rồi, và đến ngày mai chắc là các bác thợ là nghỉ một hôm xong là tiến hành là làm cái phần hiên là xung quanh ngôi nhà hết. Bây giờ thì ở nhà thì cũng đã dọn mâm rồi, và cháu Lực đi cùng các anh để dọn mâm để đợi các bác là nghỉ rửa tay chân xong là ăn cơm luôn rồi. Bây giờ thì cũng được các bác là bày mâm xong hết rồi. Ui, bán hóc khai được bị bán à? Bán tổ nốt tà ma chưa? Hôm nay thì sẽ làm là 1 mâm, 2 mâm này, 3 mâm, 4 mâm, 5 mâm, 6 mâm. Hôm nay thì sẽ được là 6 mâm. Mỗi mâm là sẽ là 2 bát. Hôm nay là các anh là chuyên về làm chuyên làm bếp à anh? Chuyên làm bếp. Chuyên làm bếp. Và đây là sẽ có một đội là chuyên làm bếp, có 1 2 3 3 ba anh bác, ba hôm nay thì có ba bác là sẽ chuyên ra làm bếp.
kia là bác của anh Châu bác, một người bác có thể nói là thay thế cho người bố với người mẹ của em Cương luôn, rất là lo lắng và tận tâm cho em Cương. Bán phải giống gì nhỉ? Bác Cương nọ. Bác của em Cương không bác? Nhìn vào khuôn mặt của bác thì trông rất là phúc hậu luôn không bác ạ? Phải nói là rất là đẹp gái. Con giả nũ đây kia ơi. Con giả nũ dưới nào. Đưa cho nhìn đấy. Đưa cho một bài thay của nó kìa. Mất đây là nó tầm ống thì tốt đâu. Bác ơi. Đây là xuống tốt thì tốt đâu. Nếu tôi không ăn là bác. À, bây giờ thì chuẩn bị ăn cơm rồi cô bác. Hôm nay thì có 7 mâm khá là đông luôn cô bác. Hôm nay thì cũng được toàn thể là các bác hàng xóm của nhà em Cương là ai ai cũng ra giúp. Có thể nói là cái tình làng nghề xóm ở trên nhà em Cương mà dành cho nhau thì rất là đáng quý luôn cô bác. À, bây giờ thì chắc là mấy anh em cũng chuẩn bị ăn cơm rồi cô bác. Và bây giờ thì cháu Lực xin được mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng mấy anh em để ăn cơm ạ. À. Cháu xin mời quý em bác cùng cháu anh chị Cương. Cháu Cương xin được mời quý ông bà con chuyện cơm của cháu. Đấy rồi. Và bây giờ thì mấy anh em cũng chuẩn bị ăn cơm rồi. Chắc có lẽ là cháu Lực sẽ không ghi hình ở khúc này nữa cô bác. Tại vì là có rất là nhiều cô bác ghi hình thì còn ngại. Thành ra là cháu Lực sẽ không có ghi hình tiếp nữa. Và một lần nữa thì cháu Lực xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho em Cương để cho em Cương được sửa lại một cái ngôi nhà để gọi là che nắng che mưa cho em Cương trong thời gian tới để em yên tâm đi làm để cho một mình bà ở nhà của bác ạ. Và bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Còn như em Cương thì vừa rồi anh cũng đã dặn là tiền quý của em thì bây giờ anh sẽ không có làm nhận thêm nữa nhá. Đấy, và cái số tiền quý đấy thì bây giờ cũng đã đủ rồi. Và lần đầu trước tiên thì trước kia mới đầu là anh lên chia sẻ thì anh em cũng có bảo là còn thiếu là 40 triệu thôi. Đấy thì anh cũng hộ em là kêu gọi là được 40 triệu rồi nhá. Còn về sau này nữa mà có cô bác nào mà muốn gửi cho em Cương để giúp cho em Cương mua được thêm 2 con vật nuôi nữa để cho em Cương có kinh phí về cái phần kinh tế ở trong gia đình của bác nhé.